Từ sáng sớm, xe đã đến trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam để đón ông Võ Văn Đến, sinh năm 1958, quê Quế Sơn, Quảng Nam, cựu binh từng chiến đấu ở chiến trường Campuchia với tỷ lệ thương tật 81%, cùng hai đồng đội tới sân bay. Cùng với đó, ông Lý Hồng Sơn, sinh năm 1949, quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cựu tù Côn Đảo với tỷ lệ thương tật 91%, bày tỏ niềm vinh dự khi lần đầu tiên được ra Hà Nội, lại là đi bằng máy bay. Tại phòng chờ sân bay, ông cũng chia sẻ về những năm tháng bị tù đầy, tra tấn ở Côn Đảo. Nhà lao nó trong quán chính, hầu đến chính, thì nó xiêu mình ra. Vô đó là phân tách, xáo trộn, chứ không phải công với chú ở đó mà đưa vô trong đó, nó biết phố trộn lại. Nó muốn đưa đi đâu được quyền của nó, chứ mình có biết gì đâu. Thì mình sẽ xót mình cháy thôi, nó chở mình đi đâu hay. Khi mình xuống mình thấy phi trường Công Sơn là mình thấy là nhà lao Công Sơn, mình biết mình đi Công Sơn. Thế làm sao mình biết được, nó vô đồ đã đắng, bây giờ nó nói là cậu cho mình. Công Sơn thì đi dễ, khó về. Giờ đi thì bỏ sót, mình tay về không lưng, cũng đánh liền. Bước xuống xe rồi mình sẽ trở về, vừa đã dông vô đánh động. Người cuối tôi cũng không dám đâu, không có được gì. Quy hiếp tình hằng của mình liền. Trước đi ra đâu, quy hiếp tình hằng để chi, để mình nung với chị. Phải giữ vững lập đường. Trong phải một ngày, hai ngày mình ở đâu, mình cũng có đâu, mình liên tục. Các thương binh được bố trí lên máy bay trước các hành khách khác, được bố trí ghế ngồi gần cửa máy bay để thuận tiện cho việc di chuyển. Tiếp viên phục vụ cũng hướng dẫn cài dây bảo hiểm cho từng người, hỗ trợ cất hành lý, thường xuyên hỏi thăm tình hình sức khỏe và nhu cầu cá nhân của các bác thương binh. Hà Nội thì khi bước vào ra thì đoàn rất chú đáo, đem xe về chợ rồi ra ngoài sân bay này có gặp anh là giám đốc trực tiếp chúng là động viên anh đó tham hồng á, rồi chia sẻ rất cảm động, cũng có gặp sự anh kiên hồi nãy rồi, nói chung là rất cảm động, anh quá quan tâm.